Công trình đầu tiên nhận được chứng chỉ EDGE của IFC, thành viên của nhóm ngân hàng thế giới, là tòa nhà văn phòng FPT tại thành phố Đà Nẵng. Tọa lạc trên mảnh đất rộng 5,9 hectare, tòa nhà văn phòng FPT được thiết kế dành cho 10.000 nhân viên sản xuất phần mềm cho FPT trong 2 năm tới. So với một công trình văn phòng điển hình tại Đà Nẵng, tòa nhà FPT dự kiến sẽ giảm mức tiêu thụ năng lượng trên 20%, mức tiêu thụ nước trên 30%. Tôi chỉ tăng cái suất vốn đầu tư lên cỡ khoảng 2-3%, nhưng chỉ trong khoảng 3 năm là có thể hoàn lại được cái vốn đầu tư ra ban đầu, và những năm còn lại thì rõ ràng là chúng tôi có cái ưu thế về vận hành những cái tòa nhà. Nhưng mà muốn chia sẻ thêm là không chỉ có tiết kiệm tiền, mà khi mà chúng ta xây dựng, như chúng tôi xây dựng cả một khu đô thị xanh và thông minh FPT Đà Nẵng ấy, chúng tôi tạo ra một cái môi trường ấy để huấn luyện những nhân viên trở thành các công dân toàn cầu. Công trình thứ hai nhận được chứng chỉ EDGE là dự án chung cư Bright View dành cho người có thu nhập thấp và trung bình của công ty Nam Long. Công trình được thiết kế với các giải pháp năng lượng hiệu quả như sử dụng vật liệu ít tốn năng lượng cho lớp vỏ công trình, hệ thống đèn điện hiệu suất cao và vòi tiết kiệm nước. Thì trong dự án của chúng tôi đó, thì chúng tôi định hướng là tiết kiệm mà cũng như là theo cái quy chuẩn 09 cũng như là cái tiêu chuẩn của EDGE. Đó là tiết kiệm về năng lượng, tiết kiệm về nước, tiết kiệm về vật liệu. Tất cả những cái tiêu chí này đều phải tiết kiệm hơn 20% so với cả các công trình bình thường. Để có được chứng chỉ EDGE dựa trên thiết kế công trình, các chủ đầu tư sẽ phải chứng minh công trình của mình có tiềm năng giảm mức tiêu thụ năng lượng, nước và năng lượng dùng để sản xuất vật liệu ít nhất là 20% so với một công trình điển hình, thông qua sử dụng công cụ EDGE để đánh giá. Những công trình đầu tiên tiết kiệm năng lượng của Việt Nam nhận được chứng chỉ của Ngân hàng Thế giới cũng là tín hiệu vui và tạo thêm động lực để nước ta có thêm nhiều công trình bền vững, hướng đến phát triển kinh tế xanh.